Đọc sách ngàn lần. Tập 5. Đọc sách khiến thay da đổi thịt. Con xin chào thầy. Xin chào mọi người. Tập trước, em học sinh này ở đây chia sẻ, mọi người nghe xong rất cảm động. Chúng tôi hy vọng tiết mục đặc biệt đọc sách ngàn lần này có thể được phiên dịch ra và lưu thông rộng rãi ở khắp các học viện Hán học trên toàn thế giới. Trước đây chúng tôi rất ít khi nghe nói một cách chi tiết về cái này, cho nên lần này chúng tôi sẽ nói chi tiết, có thí dụ, có nguyên lý, có phương pháp, còn có thể làm ở nhà, làm ở trường học. Chính mình có thể chứng minh, nó không giống với khoa học. Nhà khoa học có thể chứng minh, nhưng con không thể. Đây là sự phiền phức của khoa học. Văn hóa truyền thống vĩ đại ở chỗ nào? Người người đều có thể chứng minh. Con nói tôi là Phật, đúng. Con có thể chứng thành Phật quả. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta nói ai ai cũng đều là đứa trẻ tốt. Con xem nghịch ngợm phá phách như em ấy, con có cảm nhận càng ngày càng đi theo phương hướng tốt, theo hướng làm đứa trẻ tốt. Con nói tiếp đi. Thưa thầy, chính con trước đây luôn tự cảm thấy bản thân rất tốt. Khi người khác phê bình con thì luôn cảm thấy bị oan uổng. Qua lần này tự mình đọc sách này thì toàn bộ đều chuyển biến rồi. Đó là người khác nhắc nhở con. Không cần người khác nhắc nhở con, chính con phát hiện bản thân có lúc làm không đúng, đột nhiên cảm nhận được. Con tự mình biết được sao? Nhưng chính mình có thể cảm nhận được. Hơn nữa có vấn đề gì xảy ra, chính mình có tình trạng không đúng lắm thì chính mình cũng có thể sửa đổi ngay lập tức. Có khi giáo viên nhắc nhở con, nói chỗ này của con không đúng. Còn nếu như còn không sửa đổi thì nhất định tới lúc nào đó lại phạm phải sai lầm. Tự mình cảm thấy bản thân rất tốt. Giáo viên tại sao lại nói chỗ này làm không đúng chứ? Chính mình trước đây cứ luôn hồ đồ như vậy. Hiện tại đều biết rồi. Mọi người lãnh hội được bốn chữ: tự tánh bổn giác. Con nói xem một đứa trẻ hồ đồ như vậy, nghịch ngợm phá phách, ở trong lớp luôn đứng chót, tại vì sao lại có thể biến thành như vậy? Chính em ấy có năng lực phát hiện, giống như một tấm gương vậy. Trước đây soi cái gì? Con đừng nói là soi, còn không biết đó là tấm gương nữa. Vừa lao đi thì có thể soi chiếu. Cái này sư phụ thường nói là tự tánh bổn giác. Họ vốn là người thông minh sáng suốt. Hiện tại có bao nhiêu người hồ đồ? Con nói xem họ sai và họ không thừa nhận. Con nói cho họ nghe, họ cũng không hiểu. Vì sao vậy? Ô nhiễm quá nặng rồi. Vậy thì tấm gương đó có thể soi ra con người sao? Trên đó toàn là vết bẩn. Tại vì sao bản thân họ có chút sai lầm thì ngay lập tức có thể phát hiện? Nguyên nhân gì vậy? Tự tánh bổn giác. Tại vì sao là tự tánh bổn giác? Bởi vì vốn có sẵn đầy đủ. Tự tánh của con người, hết thảy trí huệ, giác mà không mê. Những đặc điểm này họ đều có. Vậy con nói xem đứa trẻ nhỏ như vậy có không? Có chứ. Cái này không liên quan đến tuổi tác. Lớn tuổi thì có thể sẽ bị ô nhiễm nặng hơn. Đứa trẻ càng nhỏ thì càng dễ dại. Cho nên nhất định phải biết, trong tâm của mỗi con người đều có một tấm gương. Nếu như con soi không được là nguyên nhân gì? Vậy là do những vết bẩn đó vẫn chưa lau đi. Cho nên đọc sách chính là quá trình để lau đi những vết bẩn này. Thưa thầy, điểm cảm nhận thứ ba của con đó chính là buổi chiều đọc sách ngày thứ năm. Chính con có thể cảm nhận sâu sắc khi đó bên ngoài cũng không còn nữa. Chỉ biết đến đọc sách, không hề nghĩ đến điều khác nữa à? Người xung quanh phòng học cũng không còn nữa à? Vâng. Khi đó không hề có suy nghĩ này, chính là không còn cảm giác gì nữa. Chỉ có chính mình đang đọc sách. Nhưng mà khi đang đọc thì cảm thấy như có một cụ già. Cảm giác hình như cụ ấy đang dặn dò rất nhiều. Dặn dò con như vậy đó. Thí dụ như nói trong kinh điển giảng, cho nên muốn sống lâu thì trước tiên phải tránh xa tội lỗi. Thì cảm thấy cụ ấy đang nói, con đó muốn không còn bệnh, muốn được khỏe mạnh, muốn sống thật tốt, thật tự tại, thì nhất định không được làm chuyện xấu, nhất định phải tránh xa những chuyện xấu. Chính con khi đó có thể cảm nhận được. Hơn nữa bình thường cảm thấy cụ ấy cứ ở đó nhắc nhở con. Cũng giống như đường đúng thì đi tới, đường sai thì tránh lui. Cảm giác được nói, con chuyện tốt con phải làm, chuyện xấu con nhất định không được làm. Gặp phải những chuyện không được thì con nhất định không được làm. Cứ luôn có cảm giác đó.
Đến lúc này thì bản thân bất giác cảm thấy rất buồn, bởi vì bản thân có lúc làm không đúng, cảm thấy rất buồn ạ. Hổ thẹn ạ. Đúng vậy, rất hổ thẹn. Sau đó không muốn làm như vậy nữa, con không muốn làm những chuyện xấu nữa, chính là có cái cảm giác này. Con nói xem, bạn học như vậy, em ấy có thể cảm nhận được. Một cụ già đang giảng từng câu Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cho em ấy nghe. Con nghĩ mà xem, kinh điển không phải là chết. Kinh điển làm sao mà chết được chứ? Cho nên hôm nay các bạn học sinh, tụi con đi hỏi ở trong trường mà xem, đau khổ muốn tự sát. Hiện tại đem lên chiếc cặp, con xem chỉ mới ngày thứ năm, chúng đã vui vẻ biết bao. Nói đi thì cũng phải nói lại, vì con muốn đưa các em học sinh bên ngoài vào trong trường đọc sách 8 tiếng như vậy, thầy nghĩ là chúng sẽ rất đau khổ, chúng không chịu được. Trong mắt người ngoài là chúng tới đây chịu tội. Chịu tội lớn như thế nào? Ngồi yên 8 giờ đồng hồ đọc sách. Còn nhìn chúng, chúng không những không cảm thấy chịu tội, mà còn cảm thấy có tâm hoan hỷ, có tâm vui vẻ, có tâm hổ thẹn. Thiện ác thị phi xấu đẹp chúng đều rõ ràng. Còn có lời cụ già giảng cho em ấy nghe, con có cảm nhận gì? Cảm thấy ấm áp có đúng không? Nhưng cảm thấy có lúc nói phạm sai lầm, thì con nghĩ tới có một cụ già ngày ngày khuyên con như vậy, con còn không biết ngại mà phạm sai lầm tiếp sao? Chính là có cảm giác này. Tụi con nghĩ xem, trên thế giới này có nơi nào có được sự giáo dục tốt như vậy? Chỉ một cuốn sách là được rồi, mấy trang giấy. Con xem đứa trẻ này thích học tập, không được. Có một cụ già đang nói chuyện với mình. Vậy thì có phải thật sự có một cụ già không? Thầy cảm thấy mọi người không nên chấp trước vào chuyện này. Nếu như con thật sự gọi điện thoại tới, nói con chúng tôi đọc sách cả nửa năm cũng không thấy cụ già nào tới, vậy thì bạn sai rồi. Nhất định phải nhớ kỹ, cảnh giới hoan hỷ của mọi người không như nhau. Có cụ già hay không được tốt, chúng hoan hỷ, chúng thích học tập, thích đọc sách. Chúng có thể ngồi yên ở đó, đó là 20 ngày chứ không phải 5 ngày. Em ấy nói là tình trạng của ngày thứ 5, cho nên bạn biết được tự tánh vốn định. Hơn nữa còn như thế nào? Pháp hỷ sung mãn. Em ấy vốn là quan hỷ, cho nên câu đầu tiên trong Luận Ngữ viết là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Học có nghĩa là gì? Là nói theo, làm theo. Con học theo họ, đó là nghĩa của học. Nhi thời tập chi, lúc nào cũng phải làm được. Chữ tập có nghĩa là làm được. Bất diệt duyệt hồ, phu tử nói cho con biết, con sẽ có niềm vui. Con xem sau 2000 năm thì em học sinh này đã chứng minh rồi, em ấy thật sự vui vẻ, mà càng ngày càng vui vẻ. Không cách nào dùng lời nói để hình dung được. Con nói với con như thế nào thì con cũng không hiểu. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ em ấy đã chứng minh được. Mặc dù chỉ là niềm vui nho nhỏ, nhưng mà em ấy biết đó không phải là giả. Cho nên con nhất định phải biết học sinh ngày nay tại vì sao lại thất bại, giáo viên tại vì sao lại thất bại, chính là ở chỗ chữ học này có vấn đề. Tại vì sao lại có vấn đề? Học là phải thành tâm thành ý, thành khẩn mà làm theo, đó mới gọi là học. Làm theo cái gì? Những gì tốt đã nói trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, không tốt thì không được làm, đó gọi là làm theo. Xấu cũng không được làm. Nếu làm theo tốt thì chuyện tốt nào cũng làm rất viên mãn. Làm theo tốt vậy mới gọi là học. Hay nói cách khác là thân tâm, hành vi cử chỉ, nằm ngồi, khởi tâm động niệm của chính mình phải tương ứng với kinh điển. Học như vậy mới tốt, mới giỏi được. Hiện tại học sách giáo khoa có vấn đề, trong đó toàn dạy có người tham sân si mạn. Vậy làm thế nào kích thích dục vọng của con người? Không có quan hệ nào tới đức hạnh. Tiêu chuẩn tốt không dạy, học sinh đi đâu mà học? Không có nơi nào để học. Vậy thì nói theo cái gì? Thật sự đem kinh điển để trước mặt chúng, phong kiến mê tín bỏ đi thôi. Chúng nhìn trước mặt, chúng không ném đi thì cái tâm muốn noi theo cũng không có. Cho nên bây giờ có rất nhiều đứa trẻ biết đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, học thuộc, biết viết, biết hát. Đứa trẻ đó vẫn là đứa trẻ không tốt, vẫn là một phàm phu, không thấy có chút gì thay đổi. Muốn thay đổi khí chất thì không thể nào. Vì sao vậy? Vì chúng không học, chúng không muốn làm theo những lời dạy trong kinh điển.
Câu nói này nếu dùng cách nói của sư phụ chính là phải đổi tâm, đem tri kiến của con đổi thành câu nói phía trên. Đệ tử Quy nói: ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài. Con có làm được chưa? Đây là quan niệm của chính con sao? Không phải vậy. Quan niệm của chính con vẫn là tính toán so đo từng chút một, nhất định phải báo thù này. Hôm nay vừa có một tin tức, chị gái đi tới đại học thăm em trai. Đứa em trai đó là sinh viên ưu tú. Cãi nhau với chị, con nói xem ngàn dặm xa xôi tới thăm lại còn gặp phải đứa em không hiểu chuyện, thật là cầm thú. Cầm dao đâm chị không biết bao nhiêu nhát, cuối cùng đem chị mình đâm chết. Kẻ giết người, em trai giết chị gái. Vì hiện tượng này con làm sao mà giải thích đây? Con đi hỏi chuyên gia, con đi hỏi lãnh đạo đều không giải thích được. Nguyên nhân của chuyện này là bởi vì sao? Giáo dục thánh hiền không còn nữa, trong tâm của chúng ấn tượng một chút về điều thiện, những chữ này không hề có. Họ không dạy, cũng không biết cái này. Họ dạy con đều là cạnh tranh, đấu tranh. Anh sống tôi chết, anh phải thuận theo tôi. Trẻ con bây giờ không phải đều là như vậy sao? Nếu không nghe theo tôi thì tôi chết cho anh coi. Đều là dạy mấy cái này, đều là tự tư tự lợi, ngày ngày đều dạy những thứ này. Đệ tử Quy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Sa Di Luật Nghi, có chữ nào, có câu nào dạy con trẻ ích kỷ không? Không hề có. Đều là dạy người thương người. Vì người quên mình, vì thì mới có người tốt xuất hiện được. Hiện tại trong đại học giết người, đầu độc người nhiều như vậy, vì sao? Đây đều là sự thất bại của nội dung giáo dục, của phương pháp nguyên lý. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Thưa Thầy, con tin là rất nhiều người vừa nghe tới một ngày 80 đồng hồ đọc kinh, hơn nữa là đọc một bộ kinh, suy nghĩ đầu tiên nhất định sẽ là khô khan, tẻ nhạt biết bao. Con trẻ có thể kiên trì được không? Con có thể để họ đi hỏi những em học sinh đó. Bạn không nên tự mình phán đoán, chưa làm mà đã ngăn chặn rồi. Vậy thì bạn đã làm đứt đoạn pháp thân huệ mạng của con trẻ rồi. Cơ hội đời này khiến chúng hạnh phúc đã bị bạn cắt đứt. Bạn chưa biết mà đã nói ra, đây gọi là tùy tiện phê bình. Người bây giờ đều có tính này, họ không biết, cái gì cũng không biết mà lại phê bình. Vậy chúng con cũng muốn hỏi Thầy, tại vì sao em ấy không cảm thấy tẻ nhạt mà lại cảm thấy rất hoan hỷ? Hơn nữa, có một cụ già rất từ bi ở bên cạnh khuyên bảo em ấy à. Thầy nói cho con biết, sự tẻ nhạt vốn không hề có. Khi nãy Thầy có nói cái ác vốn không có, phiền não vốn không có. Em ấy trong 80 đồng hồ này vẫn luôn ở trong quá trình khôi phục tự tánh. Tự tánh vốn thiện lương, đều là tốt đẹp, vốn là cố định, không hề dao động, không có vọng niệm. Đó là đặc điểm của tự tánh. Cho nên trong 80 đồng hồ này đều là tự tánh. Đó là cách nói phương tiện. Trẻ em thông thường không đạt được thành quả như vậy, nhưng mà đã tiếp cận gần giống như vậy. Đó là mùi vị của tự tánh. Cho nên em ấy cảm thấy rất tốt đẹp. Có rất nhiều chuyện không hiểu tự nhiên lại hiểu ra. Còn xem lúc chúng ta mới học Phật, chuyện của nhiều năm trước đây, cách đây 7-8 năm, cũng giống như Thầy đọc kinh Phật, nghe sư phụ giảng kinh, nhiễu Phật, niệm A-di-đà Phật, cứ niệm rồi không hề cố ý nghĩ. Nhưng đột nhiên những vấn đề trước đây không hiểu thì lại có đáp án. Giống như là mở khóa vậy, không có chìa khóa, chính mình phải mở từng cái một. Thầy chính mình đã trải nghiệm chuyện này. Tự tánh bổn giác, con vốn không phải mê hoặc, vốn là cái gì cũng biết. Sau đó thầy báo cáo với sư phụ, sư phụ nói đúng rồi, chính là như vậy. Em ấy cũng như vậy. Cho nên nói nguyên lý phương pháp nhất định phải tương thông với tự tánh, phải tương hợp. Những chuyện như vậy mấy ngàn năm trước, tình hình cảm nhận cũng giống hiện tại, ai cũng không hề sai. Hơn nữa tụi con có phát hiện ra không, trong lớp của tụi con nhiều học sinh như vậy, cảm nhận của mọi người có giống nhau hay không? Dân. Không hề khác nhau. Dân. Điều này chứng minh cái gì? Tự tánh ai ai cũng có, mà tự tánh là một, không phải nói là có hai tự tánh, anh một tự tánh, tôi một tự tánh, thiên hạ này có đến hàng triệu tự tánh. Không phải như vậy, chỉ một tự tánh. Đặc điểm của tự tánh là thuần tịnh thuần thiện, cái gì cũng không có.
hơn nữa còn tương đồng. Các bạn học bình thường có biểu hiện tốt được cảm nhận như vậy. Cảm nhận của các bạn học nghịch ngợm cũng như vậy. Tự tánh là như nhau. Thực nghiệm khoa học vĩ đại nhất. Con xem cổ thánh tiên hiền, nhà Đường, nhà Tống cho đến nhà Hán, họ đều tu học Nho Thích Đạo giống như ngày nay. Con tăng trưởng tính tâm. Mọi người chưa hề gặp nhau nhưng mà lại giống nhau. Điều này cho thấy cái gì? Tự tánh bất sanh bất diệt. Thân thể của con người có sanh diệt, nhưng tự tánh không sanh không diệt. Đặc điểm của tự tánh nói rất rõ ràng trong Nho Thích Đạo. Minh đức, Nho gia nói là minh đức. Con xem em ấy có minh, cảm giác sáng tỏ. Chữ minh trong từ minh đức này không phải tùy tiện lựa chọn. Tụi con dùng phương pháp minh minh đức, đại học chi đạo. Thưa thầy, có lúc những em học sinh này nói ra cảm giác của chúng thì tụi con rất kinh ngạc. Sao các em ấy nhỏ như vậy mà có thể nói ra cảnh giới như vậy, có thể nói ra những lời như vậy? Tụi con cảm giác không thể nghĩ bàn. Hơn nữa có rất nhiều thứ không hề có trong sách, bình thường giáo viên cũng không hề dạy, tự chúng biết được. Đó không thể nào là sao chép, cũng không phải là nghe được ở đâu, cũng không phải là tụi con dạy. Vậy thì từ đâu mà có? Vốn tự đầy đủ. Cái này đã chứng minh trong tự tánh cái gì cũng sẵn có, cái gì cũng biết. Con xem, con không tin có được hay không? Nếu không thì sao chúng có thể nói ra những lời đó? Vừa dùng phương pháp này thì quả nhiên đều chứng đắc, gọi là tư duy sau đó chứng đắc. Có được rồi. Đều nói là có minh đức. Có được hay không? Có được rồi. Thưa thầy, khi nãy thầy nói chữ học có nghĩa là làm theo. Vậy thì các em học sinh này lúc đọc sách cũng không hề nghĩ phải làm theo người xưa. Các em ấy là do giáo viên yêu cầu nhất định phải làm như vậy, có cảm nhận và lãnh hội như vậy. Còn hãy nhớ, khi đó lục căn của chúng đều thâu nhiếp. Chúng không thể nghĩ. Nói nghĩ tới ai bây giờ? Chúng không thể nghĩ. Thái thượng cảm ứng thiên. Chúng đang đọc cái này, đọc chữ này. Vậy con nói xem, trong quá trình đọc kinh có làm theo không? Có. Làm theo cái gì? Trên kinh văn có nói, tham lam không biết chán, trước thần linh thề láo cho mình là ngay thẳng, ham nhậu nhẹt quậy phá, anh em ruột thịt giận nhau, tranh giành nhau, trai không trung lương, gái không nhu thuận. Chúng đều muốn loại bỏ, chúng không dám. Chúng học được điều gì? Chúng đang học không khinh thường nhà tối, phải tích lũy công đức, từ bi lân mẫn đối với muôn loài, phải hết lòng với người, có hiếu với cha mẹ, anh em thương nhau. Con xem những gì chúng đọc, những gì chúng nghe, trong lòng cảm nhận được rất rõ ràng. Tấm gương đó, cái nên và không nên đều bày trước mặt chúng. Đó gọi là gì? Gọi là giáo hóa. Giáo, chúng thụ giáo. Giáo chính là trên làm dưới noi theo. Làm theo. Hóa chính là đem khối băng biến thành nước, đem một người xấu chuyển hóa thành người tốt. Cho nên con xem chữ hóa này, trong chữ triện là chữ người đảo ngược. Tại vì sao lại đảo ngược? Con người thay đổi rồi, đổi thành người khác, vẫn là người đó nhưng phương hướng đã thay đổi hết rồi. Cho nên chữ Hán là ký hiệu trí huệ. Hóa chính mình chứng minh chuyển hóa rồi. Nếu chuyển hóa chưa đủ thì từ từ chuyển hóa. Mới có 20 ngày thôi. Hơn nữa thưa thầy, trong quá trình đọc sách, lục căn của các em đều thâu nhiếp vào một chỗ. Khi đó thì một niệm cũng không sanh, một niệm bất sanh tức là thành. Cũng chính là nói khi đó các em rất chí thành. Chí thành thực ra cũng chính là đang học, đang noi theo à? Đúng vậy. Thầy nói cho con biết, thực ra không cần làm theo. Hiểu ý của thầy không? Chúng vốn tốt như vậy, chúng học theo ai? Tụi con có từng nghĩ qua chưa? Năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ Đại Tạng Kinh, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Tụi con có từng nghĩ qua là Ngài nói theo ai không? Ai dạy cho Ngài? Không hề có. Con tìm không ra. Trong lịch sử không có ghi chép chuyện này. Vì sao vậy? Vốn dĩ mọi người đều là Phật, con học theo ai? Nhưng mà chúng sanh thông thường, đặc biệt là các em nhỏ không hiểu được, nhất định phải chỉ ra phương hướng cho chúng. Cho chúng phương hướng, cho chúng hình tượng. Học cái này, con xem, nhị thập tứ hiếu, lão lai tử,
Mẫn Tử Khiêm cho chúng xem cái này. Con trẻ xem xong thì sẽ học theo, có tấm gương rồi, hiếu học. Chính là ý này. Trên thực tế chúng vốn có những cái này, chúng vốn đều biết, vừa học là biết. Hay nói cách khác, chúng vốn là người trong nhị thập tứ hiếu. Mọi người phải lãnh hội câu nói này. Thưa Thầy, đoạn thời gian đọc sách này, con cảm nhận là chánh khí của chính mình được nâng cao. Trước đây cảm thấy cả thân thể bản thân con rất tùy tiện, rất là bồng bột sốc nổi, như là phiêu phiêu, vô cùng nóng nảy, gấp gáp. Nhờ vào đọc sách mà bản thân cảm thấy trầm ổn hơn. Làm việc gì, hai hành vi cử chỉ đều vô cùng trầm ổn, vững vàng. Chính là có lãnh hội này. Đây là em ấy chính mình cảm nhận được. Cử chỉ hành vi không giống trước đây. Mới có 20 ngày, tụi con có từng nghĩ qua không? Nếu như là 2 năm hoặc 10 năm thì tin là em ấy sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt. Cắm cái rễ quá sâu rồi, sẽ không thay đổi nữa. Tụi con sẽ hỏi em ấy làm sao lại có cảm nhận sự biến hóa này trên thân thể. Nhất định phải ghi nhớ: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chữ thiện này mang nghĩa tán thán. Bản tính của con người quá tốt rồi. Thiện tai, thiện tai. Cho nên dùng một chữ thiện này đại biểu bổn tính tốt đẹp biết bao. Cử chỉ hành vi trầm ổn, hào sảng, phù hợp, ổn định, có chừng mực. Những cái này con vốn có. Con đừng bao giờ cho rằng có được từ bên ngoài. Vậy thì con hãy đi hỏi xem, những ngày này 20 ngày đọc sách, có người dạy chúng làm sao để đi đường hay không? Không có, đúng không? Chúng tự mình biến thành như vậy. Điều này cho thấy cái gì? Chúng đang khôi phục tự tánh. Chuyện tốt như vậy, người trong nghề phải nhìn ra cho được. Con xem ngài Tăng Quốc Phiên viết thư cho cháu trai của mình. Chữ quan trọng nhất chính là chữ trọng. Nói lời phải trọng, cử chỉ phải trọng. Phu tử đã nói với chúng ta: quân tử bất trọng tắc bất uy. Uy nghĩa là gì? Không để cho người coi thường. Nếu không thì con làm việc sẽ làm không thành. Đời này của con làm kinh doanh nhỏ cũng không được, chăm lo gia đình cũng khó khăn. Cho nên chữ uy này rất quan trọng. Hay nói cách khác, chỉ cần ở trong xã hội này khiến người xem thường, vậy thì cuộc đời của con không thể nào có hạnh phúc. Từ đâu mà thấy? Từ nói chuyện trầm ổn. Phàm nói chuyện nói trọng điểm. Chữ trọng này nghĩa là gì? Đối với kinh điển kính trọng. Chính mình nói chuyện phải thận trọng. Nói chuyện bình thường phải thận trọng, chứ không phải chỉ đối với kinh điển, là cái ý này. Được người tôn kính, để cho người khác tin tưởng, đều từ đây mà có. Cho nên trong nhân nghĩa lễ trí tính, chữ tính này là tánh đức, vốn khiến cho người ta tin. Vì sao vậy? Cử chỉ đi đứng nằm ngồi, ngôn ngữ tương ưng với tự tánh. Trước đây con nói cảm thấy nói năng rất tùy tiện, không có bộ dạng con người, nói chuyện cũng không ra hồn, là nguyên nhân gì? Đều là biểu hiện bị sai lệch, bị ô nhiễm. Vốn không phải là bộ dạng này, tự tánh không phải là bộ dạng này. Thông qua quá trình đọc kinh, minh minh đức, minh đức hiển hiện thì có những cảm nhận này. Cho nên chúng ta hôm nay nhất định phải biết dạy con trẻ thành một người quân tử, một vị thánh hiền. Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi. Làm sao mà dạy ra được? Không phải là đem chúng trói lại, không phải là trói chúng lại ở đó. Con phải biết làm thế nào. Sai rồi, lời chúng nói có thể trở thành tham khảo quan trọng cho thầy cô và phụ huynh. Tự tánh bổn trọng vốn là vững vàng thận trọng, cho nên phải hạ công phu trong việc khôi phục tự tánh cho chúng, chứ không phải là hạ công phu trên thói xấu của chúng. Vậy thì sai rồi. Hạ công phu sai chỗ, nhất định phải nhớ chúng có chỗ tốt. Chúng có bảo bối. Mục đích của con là phải minh, hiểu rõ bảo bối của chúng, minh minh đức thể hiện ra, lấy nó ra ngoài, chặt đứt những ác duyên, vậy thì tốt rồi. Cho nên chúng ta phải làm sao mới dạy con trẻ thành người? Khởi phát tự tánh, cắt đứt ác duyên là tốt nhất. Tự chúng sẽ có cảm nhận. Nếu không, con có nói với chúng
quân tử bất uy bất trọng, làm sao đi đường thì cũng không có tác dụng. Ô nhiễm trong lòng chúng nhiều như vậy, chúng chỉ cần bước đi đã sai, vừa mở miệng nói đã sai. Ô nhiễm vẫn chưa được xử lý sạch sẽ. Thưa Thầy, trước đây tụi con để các em sửa đổi thói quen xấu, sửa đổi tập khí, sửa đổi sự lười biếng, tự tư, lòng tham rất nặng. Nhưng mà tụi con phát hiện sau khi các em đọc kinh điển xong, hình như những chuyện này đột nhiên nhạt bớt, những thói xấu hay tập khí toàn bộ đều pha nhạt đi nhiều. Không có nói phải sửa cái này sửa cái kia, cả con người cảm giác đều thoải mái ra rất nhiều. Hết thảy hay sao? Dân, sửa đổi hết thảy. Không phải là sửa thói quen này rồi mới sửa thói quen kia, không phải như vậy, là sửa đổi hết thảy. Dân, lúc đó thì mới biết tất cả những điều tốt đó đều từ cùng một cái gốc. Cũng giống như nhìn một cái cây ra trái, khắp nơi đều là trái ngon. Tìm khắp ở các cành cây thì không tìm được, tìm ở gốc thì chỉ có một gốc. Trái ở phía nam và trái ở phía bắc có phải là một gốc không? Chúng ta hạ công phu ở trái thì sai rồi, phải hạ công phu ở gốc. Hết thảy thiện đều nằm ở một gốc. Lại nói tiếp, hết thảy ác cũng ở một gốc. Cái này cũng dễ hiểu. Nói người này sát đạo dâm vọng, ăn uống chơi bời, để họ làm những chuyện ác này đều là một gốc. Nói lại câu thứ ba, tụi con có hiểu được không? Hết thảy quả thiện và quả ác đều là một gốc. Nhất thiết pháp duy tâm sở hiện đều ở một niệm trong lòng con. Một niệm mê thì hết thảy là quả ác. Vì sao vậy? Toàn làm sai rồi, quan niệm sai rồi, tham sân si mạn nghi, tùy theo phiền não tập khí mà làm. Một niệm giác, giác ngộ rồi, tôi không thể làm những chuyện xấu này, đây là ác. Mạnh Phu Tử có nói, thị phi chi tâm nhân giai hữu chi, hay nói cách khác, vốn là minh bạch, tự tánh bổn giác, phân biệt rất rõ ràng, cái này không tốt. Bởi vì không tốt nên vốn không có, tà ác vốn cũng không có, những gì tốt vốn sẵn có, tự nhiên sẽ theo các tránh hung. Cho nên theo tốt tránh xấu là bản năng của con người. Con đi xem những em nhỏ, chúng chưa biết nói chuyện, con chưa hiểu gì cuộc sống. Nếu như có người đánh mẹ của chúng, hét lớn với mẹ của chúng, con xem những em nhỏ đó sẽ tự nhiên mà đứng che chắn trước mẹ của mình, hơn nữa còn oán hận người đó. Ý của chúng là không cho làm như vậy. Chúng sẽ không hiểu oán hận, ý thức của chúng là phải dừng lại, không được làm hại mẹ tôi. Con người đều có trải nghiệm này, ai dạy chúng như vậy? Theo các tránh hung, bản năng của con người bảo hộ bản thể của chính mình. Cha mẹ và con cái là một thể, đây là bản năng. Tụi con xem thân thể con người, trời lạnh thì nổi da gà, những lỗ chân lông thu nhỏ lại thành da gà. Có tác dụng gì? Giữ ấm. Vừa lạnh thì ngay lập tức biết giữ ấm. Con có ra lệnh cho chúng không? Là bản năng mà. Cơ thể con người có bản năng này, tự tánh thì càng không cần nói tới, linh minh trạm tịch, không hề hồ đồ chút nào. Trạm tịch tức là không có gì hết, không ô nhiễm chút nào. Cái này con nghe hiểu rồi đó. Tự tánh của con người tốt như vậy. Cho nên nhìn thấy cái ác chúng vốn biết, nhưng mà nếu không dạy thì cái tính ấy thay đổi. Những ô nhiễm này tới thì không được, cho nên nhất định phải dạy, dùng cái thiện phù hợp với tự tánh. Kinh điển thánh hiền hiển lộ tự tánh để dạy chúng, để chúng giữ gìn. Cái này rất quan trọng. Cho nên chúng ta nghe tới đây phải biết, người làm điều thiện là tự nhiên bình thường, làm điều ác là không bình thường. Con người hiểu được đạo lý này thì học tập không khó, cũng không tốn sức. Đó là một chuyện vui vẻ. Cho nên học nhi thời tập chi, bớt diệt duyệt hồ. Hay nói cách khác là trong quá trình học tập, học chính là làm theo, tập là trong quá trình thực hành. Nếu như không cảm thấy vui vẻ thì chính là học sai rồi. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ chính là ý này. Cho nên tương lai tôi sẽ giảng Luận Ngữ, tìm thời cơ thích hợp sẽ làm báo cáo với mọi người. Câu nói này rốt cuộc giảng điều gì mà được đặt ở vị trí quan trọng như vậy?
chính là ý này. Con người nếu như không có cảm giác hạnh phúc, không có cảm giác vui vẻ thì đã học tập sai rồi. Đây là tiêu chuẩn từ xưa tới nay không hề thay đổi. Vì sao vậy? Trong quá trình học tập, tự tánh vốn rất thoải mái, giữa tự tánh với nhau không hề có chướng ngại nào, là tương thông, hoan hỷ. Cho nên nói lời này, không biết ba đứa tụi con có thể hiểu không? Thiện và ác cũng cùng một gốc, đều là cái tâm của chính mình. Nếu như mê thì thành ác. Giác ngộ rồi, giác ngộ Ấn Độ cổ xưa gọi là Phật, Phật Đà, dịch thành tiếng Hán là giác ngộ. Cho nên Phật giáo là giáo dục giác ngộ. Mọi người phải biết đó là giáo dục, để con khôi phục bản lai diện mục. Con có muốn không? Cho nên quả ác hay quả thiện cũng là một gốc, đều là do cái tâm này tạo ra. Mấu chốt là chỗ nào? Mê ngộ. Cho nên tông chỉ của tất cả giáo dục Nho Thích Đạo đều là gì? Khiến con người phá mê khai ngộ. Đứa trẻ này hiểu rồi thì không còn mê hoặc nữa, giác ngộ rồi, quả thiện tương lai sẽ đợi em ấy. Mà trong mê và ngộ, đây là điểm mấu chốt. Mê và ngộ làm sao giải quyết? Dùng giáo dục. Đại học chi đạo, nhất định phải ghi nhớ trong đó có đạo, trong đó có học, chính là giáo dục mà nãy giờ đã nói tới. Cho nên nói hết thảy đau đớn và khổ nạn của con người trên thế gian này là do có được nhận giáo dục thánh hiền. Giáo dục nhân tánh hay không? Được nhận thì hạnh phúc, nhất định sẽ vui vẻ. Vậy con nói xem nhan hồi có khổ không? Ăn uống đạm bạc, ở nhà tranh nhưng không khổ, bất cải kỳ lạ, con làm sao giải thích? Bạn xem người ta ngày ngày rượu thịt, xe đưa người đón, vậy mà lại đau khổ, ngày ngày muốn chết. Con mới biết được mục đích của đời người ở đâu. Không phải ở bên ngoài, mà ở trong tâm của con có vui vẻ hay không. Con dạy các em nhỏ cũng phải dạy cái này, yêu cầu chúng cầu ở bên trong, trong nội tâm có hạnh phúc không. Nhưng mà hiện tại đi hỏi những đứa trẻ, chúng không hạnh phúc là vì sao? Không ăn được McDonald's, không ăn được hamburger, cái này có thể nghe chúng sao? Cho nên có phải chúng thực sự vui vẻ hay không? Có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Chính là chúng nói hình như học tập rất khổ, xung quanh không có gì cả, rất khổ, nhưng trong tâm lại rất hạnh phúc. Học được rồi, phù hợp câu đầu tiên trong Luận Ngữ. Có tiêu chuẩn, không phải nói ai phát minh sáng tạo đặt bừa tiêu chuẩn là không được. Chúng có tâm hoan hỷ. Thưa Thầy, khi con còn nhỏ, thường nghe nói đọc sách có thể thay đổi vận mệnh. Khi đó cho rằng học xong thi đại học tìm một công việc tốt, như vậy thì vận mệnh của con đã thay đổi rồi. Nhưng mà hôm nay thông qua tiết mục này, Đọc sách thánh hiền thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Không hề chỉ có thay đổi vận mạng một cách đơn giản như vậy. Sư phụ thường nói vận mệnh của con người có thể thay đổi. Nhận giáo dục của thánh hiền, học liễu phàm tứ huấn, con nghe theo mà làm. Học chính là làm theo. Con phải học, tập chính là thực hành. Con phải tự mình làm, nhất định có thể sửa. Vậy con nói xem tại sao vận mệnh của nhiều người lại không hề thay đổi? Họ không học, không tập, không nhận được giáo dục thánh hiền. Vậy thì như thế nào? Vậy thì hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người. Con căn bản không thể làm được gì. Cho nên tụi con làm chủ nhiệm, vừa dạy lại vừa học. Mặc dù tụi con đang dạy người khác, tự mình cũng được giáo dục, được cảm động, sanh tín tâm. Thật vậy, con xem một đứa trẻ như vậy thực sự có thể thay đổi được vận mệnh. Con xem mới có 20 ngày mà em ấy đã biến đổi lớn như vậy, rất có hy vọng rồi. Thưa Thầy, con có một cảm nhận, đó là thông qua đoạn thời gian đọc sách này, chính con phát hiện đọc sách phải luôn kiên trì, không thể ngắt quãng. Trong khoảng thời gian đó, có mấy ngày nghỉ ngơi, có chút việc, cho nên không có theo tới cùng. Lúc bắt đầu đọc lại cảm thấy rất tốn sức, nhưng mà so với ngày đầu tiên bắt đầu đọc sách thì cảm thấy cũng đỡ hơn. Bởi vì lần trước phải bỏ ra 4 ngày mới có thể khôi phục lại trạng thái, lần này thì chỉ có 2 ngày rưỡi là đã đi vào trạng thái rồi ạ. Con phát hiện ra hiệu quả của mỗi lần càng ngày càng tốt hơn.
Sư phụ thường nói, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, không thể đứt đoạn, không thể ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Chuyện này tuyệt đối không được. Đến một trình độ nhất định, dùng lời của người hiện tại tức là lượng biến thành chất, thì đột nhiên sẽ thay đổi. Làm sao mà thay đổi con cũng không biết. Trước đây thầy thường lấy thí dụ, con xem có một số buổi tiệc tùng uống rượu, mọi người cứ uống từng ly từng ly. Ly nhỏ thì không sao, không có cảm giác. Thực ra có chuyện hay không? Có cảm giác, có chuyện. Cái gì là cảm giác? Lục phủ ngũ tạng có cảm giác, chỉ có điều tê liệt nên con không biết. Dạ dày, bụng, tim, gan, phổi đều có cảm giác, con không biết mà thôi. Thật ra đều có thay đổi. Lại uống thêm một ly nữa, một ly rồi một ly, uống tới ly thứ 10 thì gục, uống sai rồi. Đây là ý gì? Biến hóa này rất nhỏ, từ từ từng chút một, lượng biến thành chất. Để đến khi con có cảm giác, thực ra bên trong đó biến hóa đã phát sinh rất lâu rồi. Là gì vậy? Con nói hôm nay học sinh đọc sách, ra ngoài nhìn không có gì thay đổi, ngày mai cũng không có gì thay đổi. Con nhìn không ra, con cũng không muốn có cách nghĩ này. Cách nghĩ này không nên có. Cứ làm theo tiêu chuẩn mà chúng ta đã nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Một khi con đứt đoạn thì phản ứng của chúng có thể nhìn ra được. Con không đứt đoạn thì không dễ gì nhìn ra được. Như đứt đoạn thì nhìn ra liền. Nhưng chúng rất dễ dàng phát hiện chính mình biến xấu rồi. Vấn đề của tôi ở đâu? Lại bắt đầu lại từ đầu. Vì cái tâm an định không còn, cảm giác tốt cũng không còn, cho nên không thể đứt đoạn. Tự nhiên sẽ tiến vào cảnh đẹp, bất tri bất giác. Chính là người này sao lại biến thành như vậy? Đặc biệt là chủ nhiệm, phụ huynh ở bên cạnh con trẻ không có gì thay đổi. Người bên ngoài nhìn thấy thay đổi rất lớn. Cho nên nói chúng ta phải hiểu, cũng giống như cái cây vậy. Hôm nay con đi nhìn, ngày mai con cũng đi nhìn, vẫn là cái cây đó không có gì thay đổi. 10 năm trồng cây, 10 năm con không nhìn thì thay đổi đó quá lớn rồi. Con người 100 năm trồng người. Cho nên nhà giáo dục dùng phương pháp đọc sách ngàn lần này nhất định phải hiểu rõ trước. Không nên gấp gáp vội vã, không nên mong muốn ngày ngày đều có sự thay đổi. Hôm nay con có cảm nhận gì? Không có cảm nhận thì rất đau buồn, vậy thì sai rồi. Không nên như vậy, tâm thái không đúng rồi. Cho nên chúng ta muốn đạt tới một hiệu quả rất tốt, phải có tâm lý chuẩn bị 100 năm trồng người, mới có thể khiến tâm của học sinh, tâm của con được an định. Những là những lời chúng ta nói trong tiết mục lần trước. Không nên có hy vọng gì. Cũng giống như hít thở vậy. Con có khi nào hy vọng trong lúc hít thở nhìn thấy một cái vòng vàng rơi xuống không? Từ trong mũi mắt nhảy ra một vật như vậy? Không hề có. Hít thở chính là hít thở. Nên có tiết tấu gì, nên có trạng thái gì thì cứ tùy thuận theo nó. Cho nên khi đọc sách, 6 căn đều thâu nhiếp, con phải duy trì những tiêu chuẩn này cho chúng. Cũng giống như hít thở vậy. Được rồi, con không cần quan tâm chúng. Chúng tự nhiên sẽ đem minh đức hiển lộ ra ngoài. Để đến khi đó thì cũng giống như tụi con nói, sao những đứa trẻ này lại có thể nói ra những lời như vậy? Sao lại có thể thay đổi lớn như vậy? Đúng vậy, chúng vốn là như vậy, đâu phải là cầu từ bên ngoài. Cho nên một niệm cầu cũng không có. Mấu chốt là không được đứt đoạn. Có thể kiên trì được nửa năm, trẻ nhỏ một chút thì 1 năm. Công phu vững vàng rồi, đọc sách ngàn lần, đọc 1 năm. 1 năm ngày nào cũng đọc 8 giờ đồng hồ thì tốt quá rồi. Làm theo phương pháp này, cho nên chúng ta tin rằng ngàn vạn gia đình, vô số trường học đã làm thực nghiệm này, nhất định có thể làm tốt hơn, còn cao hơn tụi con. Điều kiện tiền đề là phải tin tưởng, không nên hoài nghi. Như lý như pháp mà làm theo quy định, không được bỏ sót bước nào, nhất định sẽ có thành quả tốt. Con nói đứa trẻ 5 hay 6 tuổi, con bỏ thời gian nửa năm để cắm rễ cho chúng, đối với một đời của chúng có vô số điểm tốt. Hơn nữa nếu có trường học kia 1 năm lấy ra thời gian 1 tháng, không phải 20 ngày, 1 tháng chỉ để đọc ngàn lần, vậy thì 1 năm này chúng được vô lượng lợi ích.
mọi người đều có thể trải nghiệm. Thưa thầy, trước đây tụi con cũng từng dạy học cho những em nhỏ này giảng đệ tử quy, mỗi ngày đều giảng, lúc giảng cũng đem những đạo lý này liên hệ với cuộc sống thực tế của chúng, là tụi con giúp các em liên tưởng đến. Nhưng mà các em học sinh ngồi bên dưới không có chút phản ứng gì, hình như cảm giác nói thế nào cũng không chạm được vào tâm của chúng, không có chút phản ứng gì. Nhưng hiện tại mới đọc có 20 ngày, tự chúng đã có thay đổi lớn như vậy à? Còn hiện tại nói chút chuyện với chúng là chúng hiểu ngay lập tức. Vâng, đúng vậy ạ. Vậy đó là đạo lý gì? Khi nãy chúng ta nói về tấm gương, làm sao để soi thì cũng không soi ra hình người, là nguyên nhân gì? Đó là giữa con người và gương cách nhau một tầng chất bẩn. Hay nói cách khác là giữa con và học sinh có cách biệt. Sự cách biệt này nếu như nói theo các em học sinh là phiền não của chúng, tập khí vẫn chưa được loại bỏ. Giống như tấm gương vậy, con lau một chút thì soi được tay của con, lại lau một chút cánh tay, lau thêm một chút nữa thì soi được cả con người, toàn bộ đều lau sạch. Con nói thế nào thì chúng phản ứng vậy, chúng hiểu như vậy, đúng không? Vâng. Dùng đọc sách ngàn lần, tại vì sao có thể đạt được hiệu quả này? Mọi người nhất định phải ghi nhớ, 8 giờ đồng hồ này là chúng làm được. Chúng ta khi nãy nói 8 giờ đồng hồ này là quá trình hoàn thành trì giới, đắc định, khai huệ một lần. Con xem trong đọc sách, coi giới, lục căn không thể vọng động, trì giới, chúng đắc định, thân tâm đều an định, chúng làm sao có thể không khai mở trí huệ chứ? Con nói với chúng thế nào chúng làm sao không hiểu chứ? Trước đây nghe không hiểu, giới định không có, không làm được hoặc là làm chưa tới. Hiện tại thuộc về phương pháp cường độ cao, vô cùng thuần khiết, lao rất là nhanh, lau rất là bóng. Vậy thì tụi con nghe hiểu rồi. Cho nên nhất định phải biết phương pháp mục đích của đọc sách là để chúng khôi phục lại minh đức, tự tánh, trí huệ, đức hạnh, tướng hảo vốn có của chúng, là quá trình khôi phục. Cho nên người nhận được giáo dục hay người giáo dục phải đem đạo lý này giảng đi giảng lại cho mọi người, không phải vì điều khác. Con không nên ở đây nói con đã đọc thuộc lòng rồi, thầy ơi con không nói nữa, vậy thì không được. Không phải là để con học thuộc, tri thức học thuộc được không đủ để làm thầy người khác. Không phải là để con đi con đường đó, cái đó không đáng giá. Không thể khiến con người phá mê khai ngộ, khiến đại chúng khôi phục bổn giác, con làm không được. Tri thức học thuộc không được, tri thức vốn không ổn, nhất định phải dùng trí huệ, dùng tâm tánh mới có thể nói chuyện với chúng. Lần sau thầy nghe nói còn có rất nhiều bạn học đúng không? Hơn 10 em. Được, chúng ta cứ nói từng người một. Mỗi một bạn học sẽ có những lãnh hội không như nhau, vô cùng kỳ diệu. Chúng con vô hạn cảm ơn sư phụ, cảm ơn lời dạy bảo của tổ tiên. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.